cần ngủ tự xoay từ vỏ lon bia, từ vỏ nhôm lon bia hoặc là lon Coca-Cola hoặc là lon bò húc. Nhưng mà các bạn nên lấy cái lon Coca-Cola hoặc là lon bia thì nó sẽ chuẩn hơn là cái lon bò húc, vì cái lon Coca nó rộng hơn. Thì cái nguyên lý hoạt động của cái đèn ngủ tự xoay đó là nó đốt nóng không khí ở phía trong, cho nên là cái không khí nó nhẹ hơn và nó loãng ra, không khí nó loãng ra mà còn nó nhẹ hơn cái không khí bên ngoài. Không khí bên trong lon bia nó sẽ nhẹ hơn và nó có chiều hướng là bay lên. Khi nó bay lên thì mình khoét những cái lỗ ở phía trên cho nó thành cái cánh quạt, thì cái hơi nó sẽ thoát ra ở những cái chỗ cánh quạt đó và nó đẩy, vô tình nó đẩy vào những cái cánh quạt đó thì nó làm cho cái lon bia nó quay. Vì thế thì khi làm cái đèn ngủ tự xoay thì các bạn chỉ cần nắm chắc hai hai điều là các bạn có thể làm được. Thứ nhất là các bạn làm cái cánh quạt nó phải chuẩn, thứ hai là cái trục của nó phải bon. Đầu tiên thì các bạn đục cái lon bia ra, và các bạn có thể đục hoặc là các bạn có thể lấy cưa để cưa hoặc là các bạn có thể lấy dao để đục. Còn ở cái phần miệng thì các bạn cắt ra hoặc là các bạn lấy đá mài hoặc là các bạn mài xuống nền gạch xi măng cũng được. Mài thì nó chuẩn hơn là cắt bởi vì nó có độ mòn đều và trọng lượng nó sẽ cân đối hơn là mình cắt, có thể nó sẽ bị lệch bên dày bên mỏng. Sau đó các bạn lấy một cái sợi thép 2 ly hoặc là 3 ly, 2 ly rưỡi hoặc 3 ly, và các bạn cuốn thành một cái hình của cái đế chân đèn theo cái hình xoắn lò xo. Đế chân đèn thì có nhiều cách thiết kế khác nhau, các bạn thích làm cách gì cũng được, nhưng mà mình thấy thiết kế như thế này thì nó nhanh, nó đơn giản và lại nhanh. Sau đó thì các bạn mài cái mũi của cái đầu cắm nó cho nó thật nhọn và thật sắc và thật nhẵn và thật đều, càng nhọn càng tốt. Ở phần mà các bạn gắn đèn thì các bạn quấn thêm một cái sợi thép 1 ly, cái đầu phía dưới quấn từ dưới lên và đầu phía trên thò ra hai đường dây để mà buộc hai cái bóng đèn quả nhót vào. Còn ở dưới chân đế thì các bạn có thể bọc băng dính để can cho nó đẹp, giấy đề can cho nó đẹp. Còn ở cái chỗ cái cổ đèn thì các bạn lót giấy vào đấy để cho nó cách điện. Nếu mà bọc băng dính thì nó sẽ nóng quá, nó sẽ chảy, và các bạn buộc cái sợi dây thép 1 ly vào đấy. Vì thế chỉ có giấy là hữu hiệu nhất, và các bạn lấy đề can bọc lại cho nó nhìn cho nó có chút thẩm mỹ.
sau đó các bạn lắp bóng vào, lắp bóng quả nhọt, và các bạn có thể lắp một bóng hoặc hai bóng. Nếu các bạn chắc ăn thì lắp hai bóng thì nó sẽ quay mạnh hơn là một bóng, bởi vì nó đốt nóng ở phía trong, nó sẽ đốt nóng không khí nóng hơn, loãng hơn, cho nên là nó sẽ tạo cái độ khí thoát ra nhiều hơn và tạo cái độ quay mạnh hơn. Các bạn đục vào cái phần lõi ở chính lõi giữa đó, các bạn kiếm một cái gì đó nó hình bầu dục, hơi nhọn nhọn, hình chóp nón, các bạn đục ấn cho cái chóp ở giữa nó lún xuống thành cái hình cái nón ở chính giữa, càng chuẩn càng tốt, tức là không đục thủng mà chỉ được đục lõm xuống để các bạn đặt cái đèn vào cái kim cho nó chính xác. Và khi đặt thì nó cũng sẽ phải chỉnh đi chỉnh lại cho nó chuẩn. Khi làm xong thì có thể là các bạn cũng có thể là nó sẽ không quay ngay. Có thể là nó không quay ngay. Lý do là có thể là các bạn làm cái mũi kim nó đang còn chưa được trơn tru mượt mà, nên có thể các bạn sẽ phải mài cái mũi kim đó cho nó, cái mũi kim cắm lên xoay cho nó trơn mượt, và thậm chí là các bạn phải lấy tay mà quay cho nó bon. Giờ mình sẽ làm cái lon hút và cắt theo cái kiểu cánh khác. Mình sẽ không cắt về bên ngoài nữa mà mình sẽ cắt vào ở chính giữa. Thì lon hút thì nó có cái tiết diện nhỏ hơn, cho nên là nó chứa đựng cái không khí nó sẽ ít hơn và nó không bằng cái lon Coca-Cola. Cho nên các bạn làm cái lon Coca-Cola là chuẩn nhất. Đây mình thử làm một cái lon bò húc xem nó như thế nào, và mình sẽ cắt cánh ở chính giữa. Các bạn kiếm một cái gì đó mà nó hình chóp để các bạn ấn hoặc là đục vào giữa để cho nó lồi đi ít lên thành chóp. Càng chính giữa càng chuẩn càng tốt, để khi đó các bạn đặt cái đèn vào thì nó sẽ dễ hơn, đỡ xê dịch hơn. Và các bạn lấy một con dao nhọn, đừng có rộng bản quá, và các bạn đóng nhẹ xuống để làm cái cánh quạt cho nó. Và các bạn đóng, khi các bạn đóng thì làm cánh quạt thì đừng có đóng cái cánh quạt quá rộng, đừng có đóng cái cánh quạt nó quá dài, bởi vì cái không khí, cái hơi ở dưới nó thoát lên, nó thoát cái không khí lên là một cái lượng không khí rất là nhẹ, rất là ít, rất là chậm, nó thoát lên và nó thoát qua cái đường kính quạt. Cho nên là mình đóng rộng quá thì nó cũng thoát hết mà nó không có cái lực đẩy. Và khi các bạn bẩy để kính quạt nó lên thì các bạn phải bẩy nó chéo lên và nó rộng, nó cao lên, rộng miệng lên để làm một cái bộ cánh quạt cho nó chuẩn.
đầu tiên thì các bạn lấy cái mũi dao bẩy, sau khi bẩy cho nó rộng cái miệng ra rồi thì các bạn lấy một cái tu vít bẹt, các bạn bẩy cho nó rộng hơn nữa để cho nó thành cái hình cái cánh quạt miệng ngắn nhưng mà rộng, hơi chéo lên, như vậy thì nó sẽ hình ra cái hình cánh quạt chuẩn hơn. Bạn lắp vào thì có thể nó sẽ không quay ngay, có thể là nó đứng, nhưng mà khi nó bon cục bon kim rồi thì nó sẽ quay. Và các bạn muốn tạo hình thì các bạn cắm thêm những cái đinh, các bạn lấy cái mũi kim và lấy một cái tờ giấy lót phía bên ngoài, và các bạn có thể vẽ những cái hình thù ở trên tờ giấy, sau đó các bạn dán vào trong cái lon bia để mà lấy cái kim và châm theo cái hình thù, cái hình gù mà các bạn vẽ trên tờ giấy, để các bạn châm những cái hình thù mà các bạn yêu thích. Đây các bạn lấy kim để đâm những cái lỗ nhỏ, và thậm chí là các bạn còn đâm những cái lỗ to hơn nữa, nó cũng không có vấn đề gì hết. Và thì khi mình lắp thì hai bóng thì nó quay tốc độ là tương đối nhanh. Ở cái lon coca với cái cánh quạt nằm phía ngoài, còn ở cái lon bó hút thì nó quay chậm hơn. Bài hướng dẫn của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.